Alo, tối nay em không đi ăn với anh được đâu. Chị văn phòng của em tổ chức liên quan. Được rồi, anh không cần tới đón em đâu. Thật sự văn phòng của em có tiệc liên quan mà. Em biết rồi, anh tự lo bữa tối nha. Nè Lợi Lợi, hình như từ lúc cô và bạn trai làm quà với nhau, hai người dính như Sam ha. Cứ chút xíu là gọi cho cô, chắc là lo cho cô có chuyện gì xấu chứ gì. Văn phòng chúng ta có các luật sư độc thân tài giỏi như vậy, không lo sao được. Cô nói cũng có lý, tuy quy mô văn phòng của chúng ta không phải là lớn nhất, nhưng các anh chàng đẹp trai chắc chắn là nhiều nhất rồi. Đúng đó. Nè, nói cô nghe nha, có rất nhiều phụ nữ hỏi thăm tôi về các luật sư của chúng ta. Đương nhiên là hỏi nhiều về luật sư Hà của chúng ta rồi. Luật sư Hà, anh thích kiểu bạn gái như thế nào vậy? Tôi chỉ hỏi giùm họ thôi à. Tôi? Đúng vậy, không lẽ anh không biết anh thích kiểu nào hả? Luật sư Hà, anh đã từng thích người con gái nào chưa? Xin mời em muốn gia nhập câu lạc bộ kịch phải không? Câu lạc bộ kịch có rất nhiều thứ để học hỏi nè. Đánh giá thường thôi nè. Rồi, xong rồi. Em cứ đi bên phải là tới. Được rồi. Đừng chen lấn nha, đừng chen lấn. Đi tới bên này nè. Rồi, tên gì? Coi bộ năm nay số lượng đăng ký tăng lên rất nhiều hả? Năm nay tôi cũng chính thức rút lui rồi. Chuyện này giao cho cậu, tôi cũng yên tâm. Làm ơn cho qua. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Nhiều người như vậy làm sao mà điền đơn đây? Mặt sến, cho mình mượn luôn cậu đi. Nè, mau lên đi. Nếu chúng ta nộp trễ thì chúng ta sẽ không được chọn nữa đó. Trời ơi, cậu đừng có nôn nóng mà. Mau lên. Xong rồi, tới lượt cậu đó. Cúi xuống. Điều gì cho mình? Nhanh lên cô Triệu à, anh Hà đẹp trai của cô đang đợi cô kìa. Đừng có chọc mình nữa mà, cậu cúi xuống nhanh lên. Mình đi trước nha. Có ngon không? Không ngon. Để chúc mừng em và bạn cùng phòng thuận lợi tham gia hội biện luận, em mời các anh. Vô công bất thụ lộc, hai em được vào hội biện luận, tại sao phải mời mấy anh uống chứ? Chỉ là ăn mừng thôi mà. Em đi nha. Em ấy dễ thương thiệt. Phải về Hùng Chí Thâm. Hà Chí Thâm, cậu là hội phó hội biện luận đúng không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Cậu nói thật đi, cô bé đó được vào hội biện luận có phải là do cậu thiên vị không vậy? Nếu không thì một sinh viên khoa hóa làm sao có thể vào được hội? Tôi không biết. Chiều nay có môn tự chọn, tôi đi trước đây. Nè, cầm theo hộp sữa chua người ta tặng cậu đi, đừng có phụ lòng tốt của người ta chứ. Nếu như cậu thích uống thì cứ cầm lấy mà uống. Hả? Còn chậm hơn hôm qua nữa. Dĩ Thâm hay dậy đi. Lần sau anh chạy phía trước, em đuổi theo phía sau. Chắc chắn em sẽ chạy cực kỳ nhanh. Ý hay mà. Hay là lần sau khi chạy em sẽ dán hình anh ở trước mặt nha. Trời mặt sếp, em có biết xấu hổ hay không vậy? Em nói thiệt mà,
thật rồi. Nghỉ 20 phút rồi chạy thêm vòng nữa. Chạy nữa hả? Có chứ. Vậy chắc chắn cô ấy rất ưu tú. Hoàn toàn ngược lại, cô ấy không hề ưu tú. Lúc học đại học thành tích cũng chỉ tạm tạm. Cả ngày chỉ biết chơi, lúc nào cũng quên trước quên sau, khiến người khác phải đau đầu. Xong rồi. Đề này anh đã gợi ý cho em 3 cách giải. Em học thuộc lòng đi. Sao mà khó dữ vậy? Không phải toán cao cấp của khoa luật các anh dễ hơn khoa hóa của tụi em sao? Hồi cấp 3 anh học ban tự nhiên. Tại sao em phải học khoa hóa chứ? Hay là anh học thế em đi. Khoa hóa trường mình nhận một sinh viên như em đúng là sai lầm mà. Anh không an ủi em thì thôi đi. Vậy đó. Em ngủ bao lâu rồi? Được nửa tiếng rồi. Em tự coi đi. Phần đọc hiểu này em sai hết một nửa. Cứ vậy sao qua được cấp 4? Dĩ Thâm, em mới năm nhất thôi mà. Năm nhất anh đã thi xong rồi đó. Triệu Mặc Sơn. Trong tình huống như vậy, tôi muốn hỏi 4 người ABCD sẽ phải chịu trách nhiệm gì, nên phán quyết ra sao? Bạn nữ ngôi hạng thứ 3. Bạn nữ ngôi hạng thứ 3. Đúng rồi, là em đó. Em trả lời đi, nên phán quyết ABCD ra sao? Anh không nghe gì hết. Sao vậy? Câu hỏi này rất đơn giản mà em cũng phải suy nghĩ lâu vậy à? Bác bỏ tù bọn họ. Giáo sư, cậu ấy không học khoa chúng ta. À, thì ra là em có hứng thú với tiết hình pháp của tôi, có đúng không? Thầy ơi, người ta là theo bạn trai đi học có biết gì đâu mà. Ồ, vậy cô bé này là bạn gái của ai đây? Có thể đứng lên cho tôi làm quen không? Dạ cô em. Dĩ Thâm à, chỉ một mình em học giỏi thôi chưa đủ đâu. Giáo dục gia đình cũng rất quan trọng đó. Đương đương là bạn gái của sinh viên ưu tú khoa luật mà sao lại mù luật được chứ? Thế nào thì sau này cũng bị người khác chê cười cho coi. Chắc là cô ấy rất xinh có đúng không phải đó? Không xinh lắm, nhưng cũng có nhiều cô gái đẹp hơn cô ấy. Vậy chắc chắn là rất có khí chứ. Cô ấy rất ổn. Hả? Không ưu tú, không đẹp lại còn ồn ào nữa. Luật sư Hà, tại sao anh lại thích cô ấy vậy? Tại sao vậy? Lúc đó mắt nhìn người không tốt. Thích thì cứ thích, không nghĩ gì hết.
Mời mọi người vô nhà. Đã tới đây rồi thì mọi người đừng có khách sáo nữa. Cứ tự nhiên như ở trong nhà ha. Trong tủ lạnh đã có đủ loại thức ăn và đồ uống. Muốn ăn uống gì thì cứ vô tư, chỉ cần không mang về là được rồi. Chúng ta có cần đổi dép hay tháo giày ra hay đổi không vậy? Đổi cái gì mà đổi, căn hộ như vậy không cần phải đổi dép. Có thấy tôi đổi dép không? Anh ta có chưa? Được rồi. Bên này có nhà vệ sinh nè, muốn tắm lúc nào mà không được. Nè, cậu cầm lấy đi. Nè. Cảm ơn nhiều nha. Wow. Sao hả? Wow. Chưa từng thấy hả? Luật sư Hà thật là chu đáo. Cái gì mà đẹp quá rồi, tới đây vẫn trong cái dụng lửa dưới ánh nến nữa. Cảnh đêm cũng đẹp hơn. Đẹp ta bao đêm muốn nhà trồng thiệt á. Mua gì đấy? Trời ơi, ăn thiệt. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, đoạn ngon quá. Làm gì hả? Công nhận đúng là một người đạo lý tưởng. Trời ơi, ăn cái gì? Sư Hà chu đáo quá. Đúng vậy đó. Chào. Coi nè. À, mọi người, để tôi giới thiệu. Em lấy dép mang vào đi. Hà đại luật sư. Nè, cậu tiếp mọi người giùm tôi nha. Chuyện này là sao vậy? Có tại sao vậy? Hơi xấu. Không phải anh nói đi liên quan sao? Phải rồi, liên quan ở nhà. Anh không chịu báo trước gì hết. Làm hồi nãy em cứ như vậy mà chạy ra ngoài. Tóc của em làm sao vậy? Không sao hết. Ngày hôm nay em với Tiểu Hồng có đi dạo phố, rồi ghé vô một tiệm cắt tóc. Sau khi vào đó thì biến thành như vậy. Cùng ăn đi. Em không ra có được không anh? Hồi nãy thật sự rất là ngượng. Anh ra ngoài trước, em thay đồ rồi ra luôn. Sao lại ở đây? Làm quà nhanh như vậy hả? Không phải chứ, hiệu suất làm việc cao ghê à. Hơn nữa tôi nghĩ việc họ sống chung với nhau không chỉ là việc mới đây đâu. Hồi nãy còn nói luật sư Hà là người thành thật, bây giờ thì lại sống chung với người khác. Không ngờ anh ấy như vậy đó. Tôi đã nói với cô rồi, Hà Dĩ Thâm chỉ cần gặp Triệu Mặc Sên thì bao nhiêu nguyên tắc của cậu ấy đều có thể thay đổi hết. Sao rồi? Sống chung phi pháp. Hợp pháp. Ý cậu là sao? Đó chính là mối quan hệ vợ chồng lâu dài dựa trên cơ sở bình đẳng tự nguyện giữa đôi bên nam nữ. Đơn giản là cái gì? Nghe tin nóng long trời lỡ đất, quỷ khóc thật sầu đây. Luật sư Hà của chúng ta và cô gái lúc nãy không phải là sống chung phi pháp. Cậu lo mà chuẩn bị tiền mừng đi. Chứ không phải là hai người đó đã có giấy đăng ký kết hôn. Họ đã là vợ chồng rồi. Em dâu à, cho anh hỏi em thích ăn hải sản hay là tương mè đây? Dạ tương mè. Tôi nhớ ra rồi. Lần đầu tiên tôi gặp cô là lúc cô nhặt được ví tiền của luật sư Hà mang đến văn phòng để trả lại. Đúng là vậy. Sao tôi không biết gì hết vậy? Lần đầu tiên cô ấy đến là do tôi tiếp đón. Lúc đó cô ấy là người nhặt được ví tiền của luật sư Hà. Có lẽ bên trong ví có chứng minh thư hoặc là giấy tờ tùy thân, nên cô ấy mới tìm đến văn phòng để trả lại. Vì vậy tôi nghĩ hai người họ cũng nhờ chiếc ví này mà bây giờ mới quen nhau.
từ đó đã viết nên câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc. Vì vậy á, các bạn đồng nghiệp à, không tham củ trên là việc làm đúng. Sau này nhặt được ví tiền nhất định phải trả về cho chủ của nó. Luật sư Hà, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Anh kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của hai người đi. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi câu anh nói ra đều có thể làm bằng chứng trước tòa đó luật sư Hà. Được, tôi xin khai báo. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói được không? Tôi đề nghị chúng ta cùng chúc phúc cho đại luật sư Hà tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Mời mọi người nâng ly. Hả? Nâng ly nha. Cuộc sống này đúng là khó tin thật. Hai người đã đi một con đường vòng dài như vậy, không ngờ vẫn có thể trở về với nhau. Dĩ Thâm à, 7 năm rồi, cậu thật sự không hề để tâm sao? Cậu muốn tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi biết cái gì là quan trọng nhất. Tôi thấy cậu lúc nào cũng biết bản thân cậu cần những gì, khả năng kiềm chế cũng rất tốt. Lâu rồi không thấy cậu hút thuốc ha? Gần đây ít hút lắm. Vậy cậu còn nhớ mùi vị lần đầu tiên hút thuốc không? Cảm giác lúc đó phải nói là rất tuyệt vời. Nó khiến người ta cảm thấy trên đời này còn có những thứ đáng để làm. Chúc mừng cậu, người anh em. Cậu thật sự đã bỏ qua được mọi chuyện. Cảm ơn. Ê, nhìn kìa, chúng ta vào trong đi. Đi. Gấp gáp quá, em không kịp chuẩn bị gì hết. Hồi nãy anh gọi điện cho em cũng không nói là sẽ mời đồng nghiệp về nhà. Không phải em giận anh vì anh không giới thiệu em với bạn bè sao? Say là không được về, uống đi. Cạn ly. Cạn ly. Uống cho hết nha. Em Châu à, cạn ly với anh. Luật sư Duyên à, anh uống nổi nó không mà cứ đòi cạn tiếp hả? Lại nói về, không phải đã nói đến nhà tôi uống tiếp tầng 2, tầng 3 hả? Cậu đưa các đồng nghiệp ấy về nhà cẩn thận nha. Ai nói tôi sai, em dâu cũng chưa sai. Cẩn thận đó, cẩn thận. Được rồi, về cẩn thận nha. Tạm biệt, tiện nữa đâu. Tạm biệt. Luật sư Hướng sẽ đưa các đồng nghiệp nữ về nhà, những người khác thì đi taxi về nha. Tạm biệt, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Em đi dọn dẹp nha. Không cần đâu, ngày mai gọi người đến dọn cũng được. Dạ, vậy em đi ngủ trước. Khoan đã. Câu hỏi hôm qua em hỏi anh mới trả lời một nửa. Câu hỏi gì? Trước đó vẫn còn một nửa câu anh chưa trả lời. Không hối hận. Cô chàng có chuyện té đó. Cậu nói ai té hả? Cậu nói cậu biết. Cậu nói cậu hết. Cậu nói cậu biết. Cậu nói cậu hết. Chưa thấy hết mà. Cậu đứng lại. Cậu xấu đâu. Cậu thấy cậu đẹp mà. Đó đó. Cậu đáng chết. Thôi được rồi. Tôi nói sai rồi. Cậu chết nè. Bác Sơn, cô cũng là nạn nhân hả? Đúng vậy. Nhưng tôi thấy cũng không có tệ. Tôi đến phòng chụp đây. Tạm biệt. Tạm biệt.
Bây giờ cậu tính sao đây? Cậu còn chạy nữa hả? Là tại cậu hết đó. Làm sao mà tôi dám gặp bạn trai thôi, đây? Thôi đừng đánh nữa mà. Đánh cho cậu thôi. Chết luôn. Không lẽ bạn trai của Mặc Sơn cũng chính là anh của Dĩ Mai hả? Anh đã thích kiểu này sao? Chắc là gu thẩm mỹ của anh em nhà này sẽ giống nhau đi. Tiêu Tiêu. Tôi không chụp nổi nữa đâu. Nè, Lộ Diễn Phong, tại sao anh lại cắt cái kiểu đầu mắc cười như vậy hả? Cái này không phải là anh luôn chế giễu mắt thẩm mỹ của tôi hay sao? Nhưng nếu đây là thẩm mỹ của anh thì công nhận là tôi không theo kịp thiệt đó. Tôi không làm được. Cũng bể bụng luôn rồi. Mọi người không thấy mắc cười hả? Thiệt là không chịu nổi mà. Anh thấy cô người mẫu Tiêu Tiêu này đúng là quá đáng thiệt. Chỉ cần nghĩ tới việc tòa soạn của anh còn phải hợp tác với cô ta thêm một năm nữa, anh tức không chịu được. Con người của cô ấy rất tốt. Hồi còn đại học, cô ấy rất chất phác. Em nói chất phác? Cô ta chất phác hả? Cái người gì mà suốt ngày chỉ biết mua vàng bạc đá quý như cô ta, sao có thể gọi là chất phác được chứ? Anh không nên để tình cảm xen vào kết quả công việc. Nó sẽ làm anh bực hơn. Nè, em đang quan tâm anh đó hả? Phải, đương nhiên rồi. Vậy em lên nhà đi. Cảm ơn đã đưa em về. Dĩ Mai. Hả? Ngày nào em cũng bận bịu như vậy. Tan làm đưa em về nhà là khoảng thời gian duy nhất anh được ở bên em. Em xin lỗi. Thật sự dạo này công việc của em rất bận rộn. Không phải, ý của anh không phải vậy đâu. Em hiểu mà. Em lên trước đây. Đợi anh chút. Hả? Còn chuyện gì nữa hả? Cái đó, bộ em không nhận ra hôm nay anh có gì thay đổi hay sao? Thay đổi cái gì? Anh mới cắt tóc đó. Em thấy rồi. Em thấy cũng được đó. Hả? Em biết không Dĩ Mai, anh với Tiêu Tiêu cãi nhau cũng vì chuyện này. Nhìn có hơi kỳ quặc một chút, nhưng cũng được mà. Em thấy bình thường thôi. Vậy em đi lên ha. Mai gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Cũng được hả? Bởi vì cô ấy không quan tâm nên mới nói cũng được. Rõ ràng mái tóc này xấu kinh khủng. Phải, tôi kết hôn rồi. Hơi gấp một chút. Cảm ơn nha. Xin chào. Là thật đó. Tôi quên không báo danh một tiếng. Tới lúc đó tôi sẽ mời anh đến uống rượu mừng. Cảm ơn. Alo. Đúng vậy. Vẫn chưa kịp thông báo. Chọn ngày xong sẽ báo cho chị đầu tiên. Cảm ơn. Thank you.
Xin chào. Đúng vậy, đúng vậy, luật sư Duyên nói đúng. Tôi đã kết hôn rồi. Đúng, mọi người đã sắp xếp xong. À, được. Chị Mỹ Đình à, tin luật sư Hà kết hôn có vẻ như đã truyền khắp ngành của chúng ta rồi. À, không biết nghe tin anh ấy đám cưới thì biết bao nhiêu người tan nát con tim đây. Cô nói thử coi, vợ luật sư Hà gặp Mai hay là xui xẻo đây? Trong công việc chồng cô ấy đáng sợ như vậy. Đương nhiên là Mai rồi. Chị cứ nghĩ đi ha, luật sư Hà vừa đẹp trai, vừa kiếm nhiều tiền, còn thủ thân như ngọc nữa. Cô ấy còn muốn gì nữa đây? Cô nói cũng có lý. Lợi Lợi à, cô có dám nói lại những lời này trước mặt luật sư Hà không hả? Tôi không muốn mất việc đâu. Phải phải phải. Cảm ơn anh. Tới lúc đó nhất định là phải tới nha. Dì Thâm à, công nhận tốc độ truyền tin của cậu đáng nể thật đó. Cậu yên tâm, hiện giờ bạn bè cũ ở trường Hoa đang làm việc trong ngành luật sư Thượng Hải đều đã biết cậu kết hôn hết rồi. Đến lúc nào mời khách đây? Sau Tết đi. Nè, tới lúc đó cậu làm người chứng hôn cho tôi nha. Làm người chứng hôn cũng được, chỉ cần tiết kiệm tiền mừng làm gì cũng được hết, không phải chứ? Đợi đến năm sau thì trễ quá rồi hả? Kỷ niệm thành lập trường xong thì tổ chức luôn đi. Sắp rồi hả? Phải. Ở đây nè, coi đi, đây là giấy mời của trường. Cậu vừa phải thôi nha, làm ơn đừng diễn bộ mặt hạnh phúc đó trước mặt của mình. Câu hỏi hôm qua em hỏi anh mới trả lời một nửa. Câu hỏi gì? Trước đó vẫn còn một nửa câu anh chưa trả lời. Anh không hôn. Tiêu Tiêu, chuyện gì vậy? Không có chuyện gì thì không gọi cho anh được sao? Anh đừng quên em là bạn cùng phòng thời đại học với vợ của anh đó. Hai người kết hôn không báo với em thì thôi, bây giờ em gọi điện còn hỏi có chuyện gì? Đừng có giỡn nữa mà. Không phải bây giờ em biết rồi sao? Anh phải đi rồi, nếu là công việc thì nói ngắn gọn thôi. Được rồi, được rồi. Kiểu tính cách của anh chỉ có mặt sên chịu nổi thôi. Chuyện là vậy, em tham gia một phim điện ảnh mới, tặng anh 2 vé, tối nay đưa mặt sên đi coi đi. Phim? Tối nay hả? Đúng vậy. Anh không định đi coi hả? Được, em đang ở đâu? Anh nhờ trợ lý đến lấy. Anh Hai à, giờ đã là thời đại internet rồi, ai còn đi lấy vé nữa. Như vậy đi, chút nữa em gửi mã vé qua điện thoại cho anh. Tối nay nhất định anh phải đi coi đó. Được. Cậu thấy mình giỏi chưa? Chị Thâm. Tiêu Tiêu cho anh 2 vé xem phim mà cô ấy tham gia diễn xuất. Em đang ở đâu? Anh qua đón em, mình cùng ăn cơm rồi đi xem. À, là tối nay sao anh? À, hình như em có buổi chụp hình. Vậy thì thôi. À, khoan đã, em vừa mới nghĩ ra. Chắc em đổi với Lộ Diễn Phong được. Không cần đón em đâu, tụi em đến được. Vậy nha, bye bye. Cậu phải có lòng tự trọng chứ, đáng lẽ phải cầm cự một chút nữa. Nhìn cậu kìa, chưa tới một phút đã chịu không nổi. Được rồi, lần sau sẽ chụp hình đẹp cho cậu. Cảm ơn nha. Ê, Mặc Sơn. Tiêu Tiêu có phải là nhầm vé rồi không? Alo, Thiếu Mai, cậu gửi nhầm vé phải không? Không có, chính là cuộc phiêu lưu của rùa con đó. Mình nói cậu nghe, mình đóng một vai em rùa nhỏ, là vai nữ thứ luôn đó.
cậu đang giỡn với mình đó hả? Giỡn gì chứ? Cậu coi, sau này kiểu gì hai người cũng sẽ đưa con cái đi xem phim hoạt hình mà, đúng không? Bây giờ thử trước một lần đi ha. Mình bận lắm. Tắt máy đây, tạm biệt. Nè, cậu ấy nói là do cậu ấy đóng. Là em rùa nhỏ đằng kia kìa. Lồng tiếng. Nhưng mà em thấy xem phim hoạt hình cũng được, cũng có lợi cho sức khỏe mà. Em nghĩ là anh nên xem nhiều phim hoạt hình hơn. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng anh không dám tiếp nhận. Còn nửa tiếng nữa mới chiếu, lâu thiệt đó. Vậy mình vào phòng ngồi chờ đi. Được. Nè, em muốn ăn bắp rang bơ. Được. Anh không ăn cái này. Không ăn thiệt hả? Rạp số 2, mời đi lối này. Dạ cảm ơn, mời anh đi lối này. Anh xem lại vé coi, mình ngồi ghế thứ mấy. Anh muốn coi phim này đúng không? Không nhớ nữa, để coi lại. Xin chào. Cũng hay đó anh. Dạ rạp số 3, lối này. Chào diễn viên này cũng được. Dạ cảm ơn. Xin mời đi lối này. Dĩ Mai, chúc xem phim vui vẻ. Dĩ Mai, Diễn Phong, Mạc Sơn, luật sư Hà, anh Dĩ Thâm. Hai người đi coi phim hả? Phải. Hai người cũng vậy sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là cậu Lộ Diễn Phong, đồng nghiệp của Mạc Sơn. Anh cách sao quá, cứ gọi tôi là Diễn Phong được rồi. Hôm nay nhìn anh khác quá Diễn Phong. Thì hôm nay không khác thì lúc nào khác nữa chứ, nên như vậy mà. Hôm nào cậu rảnh chúng ta sẽ đi dùng bữa. Được thôi, tôi sẽ cũng được hết. Chỉ sợ Dĩ Mai không rảnh thôi. Tính sao đi, dạo này em bận lắm. Đúng vậy, ngày nào cũng phải tăng ca. Đại truyền hình bóc lột cô ấy quá sức mà. Sao đột nhiên lại bận như vậy? Không sao đâu. Hai người xem phim gì vậy? Có ngồi cùng tụi em không? Vé mà Tiêu Tiêu tặng chúng tôi là Cuộc phiêu lưu của ruột con. Đúng rồi, là phim kia kìa. Phim hoạt hình có cô ấy tham gia. Cuộc phiêu lưu của rùa con sao? Tiêu Tiêu muốn nổi tiếng đến phát điên rồi hả? Tới lúc đó chắc doanh thu phòng vé của phim này sẽ thất bại thảm hại. Anh còn chưa mua bắp rang bơ nữa, để anh đi mua nha. Gia cảnh cậu ấy thế nào? Em đã tìm hiểu rồi chứ? Chưa tới bước đó đâu anh à. Phải rồi, sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường qua rồi đúng không? Anh mới vừa nhận được giấy mời. Kỷ niệm thành lập trường? Sao em vẫn chưa nhận được giấy mời vậy? Em xin thôi học, làm sao tham gia kỷ niệm thành lập trường được? Nhưng em là người nhà của anh mà. Em có thể lấy tư cách này tham gia được không? Anh mua rồi nè. Phim cũng sắp chiếu rồi, tụi em đi trước nha. Tôi đi trước nha. Đây, chào anh. Xin lỗi, phim của anh chị vẫn chưa tới giờ. Giờ đang chiếu phim ở rạp số 3. Rạp số 3? Chúng tôi rạp số 3 nè. Mời đi lối này, rạp số 3. Chúng tôi vào trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Hay là chúng ta... Diễn Phong à, em hơi chóng mặt, em về trước đây. Hả? Em xin lỗi. Mẹ ơi, phim này hay quá. Lần sau ngoan ba sẽ dắt đi tiếp ha. Không ngờ phim cũng hay thiệt đó. Xem ra Thiếu Mai cũng có mắt nhìn. Nè, Dĩ Mai với Diễn Phong chắc còn chưa xem xong.
Hay là chúng ta đợi họ rồi cùng đi ăn cơm nha. Đồng nghiệp đó của em thế nào? Diễn Phong hả? Cũng được lắm. Em thấy cậu ấy là một người rất rất đơn giản cởi mở. Anh sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Chuyện gì? Hồi chiều anh gọi cho em, em nói là tối nay em bận. Rồi sau đó em nói đổi lịch chụp với Diễn Phong. Nếu như vậy thì tại sao Lộ Diễn Phong lại có mặt ở đây để xem phim? Tức là buổi chiều lúc Tiêu Tiêu gọi điện cho anh, hai người đang ngồi cùng với nhau. Dĩ Thơm, anh đúng là thần thám mà. Luật sư giỏi. Nhưng mà anh không thấy anh làm luật sư là lãng phí nhân tài sao? Hay là anh đổi ngành sang làm cảnh sát đi? Đừng có mà đánh trống lảng với anh. Em đâu có đánh trống lảng đâu. Em đang khen anh thiệt lòng chứ bộ. Ăn cơm thôi. Nè, mình lồng tiếng sao hả? Nghe có được không? Được mà, rất chuyên nghiệp. Phải nói là rất có cảm xúc. Được rồi, mình còn không hiểu cậu sao? Chỉ giỏi nói ngọt thôi à. Nhưng mà qua bộ phim lần này, mình quyết định chuyển hướng sang điện ảnh coi sao. Cậu muốn gia nhập màn ảnh rộng sao? Giới điện ảnh phức tạp lắm đó. Cậu nói cái gì vậy? Có ngành nào mà không phức tạp chứ? Được rồi, cậu nhớ phải cẩn thận đó nha. Mình sẽ luôn theo dõi bảo vệ cậu. Nhớ phải đưa hợp đồng để Dĩ Thâm xem giùm có biết chưa? À, đúng rồi. Vở kịch hôm qua của chúng ta đã bị Dĩ Thâm phát hiện rồi. Sao cậu lại nói là chúng ta chứ? Rõ ràng chỉ có mình cậu thôi mà. Liên quan gì tới mình hả? Nhưng mà hai người cũng thiệt là, sao tới tận bây giờ rồi mà vẫn yêu đương như hồi đại học vậy không biết? Mình cũng không biết nữa. Mình cũng không biết giữa mình và Dĩ Thâm đang trong giai đoạn yêu đương nào nữa. Cũng không giống một cặp vợ chồng, nhưng hình như anh ấy đã không còn giận nữa.再一万次你会过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及，代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一别，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的世界，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，人海。 线中间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。
终结。